Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi bản tin giải trí của Tin House vào tối ngày hôm nay. Và không biết một ngày qua của các bạn như thế nào, nhưng hãy tạm gác hết tất cả lại, ngồi với Huyền Trang và cùng xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức thú vị gì nhé. Nhắc đến Hà Anh Tuấn hay Bùi Anh Tuấn, nhiều khán giả luôn dành những lời khen có cánh bởi cả hai đều là sở hữu những giọng hát truyền cảm và cả thái độ làm nghề nghiêm túc. Cũng chính vì lẽ đó, mỗi khi hai ca sĩ đứng chung một sân khấu, các khán giả lại đứng ngồi không yên, thậm chí còn cổ vũ họ ra chung sản phẩm. Tuy nhiên mới đây, bài đăng trên trang cá nhân của Bùi Anh Tuấn khiến cộng đồng mạng đều fan hoang mang. Cụ thể, anh chàng bất ngờ chia sẻ màn song ca của người thầy Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn với dòng trạng thái: Hà Anh Tuấn là ai? Ngay lập tức, bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người. Thậm chí các fan của Bùi Anh Tuấn cũng không thể tin nổi thần tượng của mình đang đặt câu hỏi kỳ lạ về đàn anh. Các fan cũng cho rằng giả thiết hợp lý nhất lúc này đó chính là tài khoản của Bùi Anh Tuấn bị hack. Các fan còn đào mộ khoảnh khắc anh chàng tham gia chương trình song ca cùng thần tượng vào năm 2009 để cùng được hát với Hà Anh Tuấn. Trước đó vào năm 2017, Bùi Anh Tuấn cũng từng làm khách mời trong một đêm diễn của Hà Anh Tuấn. Trong đêm diễn, các khán giả thậm chí đã đồng cảm cùng những tâm sự của Tuấn Hà dành cho Tuấn Bùi. Cụ thể, nam ca sĩ họ Hà từng nói, theo dõi con đường âm nhạc của Bùi Anh Tuấn, anh rất thích. Thứ nhất là đeo kính giống anh, thứ hai là hát rất hay, thứ ba là không có gì ngoài âm nhạc, ngoại hình cũng không có. Mặt thì dễ thương nhưng tóc tai rất kinh. Một phần tuổi trẻ của Bùi Anh Tuấn chắc là rất dữ dội, em ấy cũng quậy banh xác ra. Nhưng tôi rất mừng khi Tuấn Bùi đứng đây hát với Tuấn Hà, thật sự rất rung động. Đêm nay, có hai người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Em cứ yên tâm, khán giả của Hà Anh Tuấn chính là khán giả của Bùi Anh Tuấn. Tuấn nào cũng là Tuấn, anh khẳng định. Hiện phía nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về tình huống dở khóc, dở cười này. Được biết, từ trước đến nay, Bùi Anh Tuấn cũng được ca ngợi là người sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng chính sự nhút nhát, ngoan ngoãn chẳng giống ai dễ khiến những người xung quanh nghĩ rằng chàng trai trẻ đang bị đặt nhầm trong thế giới showbiz ồn ào và lắm những cạnh tranh. Ngày 20 tháng 8, dàn cast Running Man Việt Nam đã đến Hàn Quốc để tiếp tục ghi hình cho chương trình. Trong những hình ảnh rò rỉ trên mạng lẫn ảnh chụp chung của cả ekip, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Jack chàng trai đang là tâm điểm của những lùm xùm ngoại tình có con bí mật với bạn gái cũ gần đây. Vì vậy, nhiều người tin rằng Jack đã out khỏi Running Man thậm chí từ trước khi chương trình phát sóng. Ngày 23 tháng 8, truyền thông Hàn đã tung hình độc quyền cho thấy ekip Running Man Việt Nam đang ghi hình. Được biết, địa điểm nơi bức ảnh được chụp là tại đài truyền hình SBS, cũng là đơn vị đã sản xuất và phát sóng Running Man Hàn Quốc được hơn 10 năm nay. Việc Running Man Việt Nam quay tại đài truyền hình SBS khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, đồng thời làm dấy lên hy vọng về cơ hội chạm trán với dàn cast nổi tiếng của bản gốc. Trong một diễn biến khác, netizen vẫn đang cố soi xem có sự hiện diện của Jack trong ekip Running Man Việt Nam hay không. Trước đó, mặc dù Jack không xuất hiện trong ảnh dò dỉ hay ảnh chụp chung với dàn cast, nhưng vẫn có nhiều người đặt nghi vấn anh chàng chỉ đang giấu mình đi để tránh sự xăm soi của dư luận giữa lúc scandal còn chưa hoàn toàn lắng xuống mà thôi. Tuy nhiên, trong bức ảnh được chụp bởi truyền thông Hàn, số thành viên mặc áo đồng phục xanh dương, hồng chỉ khoảng 7 người, bằng đúng số thành viên sang Hàn khi không có Jack. Ekip của Running Man Việt Nam đã tiêm phòng đầy đủ, có giấy xác nhận âm tính với Covid-19 trong vòng 72 tiếng trước khi khởi hành, xét nghiệm PCR cùng một số giấy tờ khác nếu cần. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, dàn cast Running Man Việt Nam ưu tiên ghi hình khép kín, giảm thiểu tối đa staff ekip. Trước đó, do dịch Covid-19 bùng phát nên Running Man Việt Nam phải tạm ngưng ghi hình, đồng thời trì hoãn phát sóng từ tháng 7 năm 2021 như dự kiến sang tháng 9 năm 2021. Còn nhớ cách đây vài tháng, mạng xã hội được fan xôn xao trước thông tin Đạt Di hẹn hò với vợ cũ Hoài Lâm khi vừa chia tay Du Yên. Thời điểm đó, Cindy Lư cũng viết tâm thư khá dài chia sẻ về mối quan hệ với Hoài Lâm và khẳng định bản thân không phải là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đạt Di và Du Yên. Cô nhấn mạnh cô và nam ca sĩ gặp nhau khi cả hai đang độc thân. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi ly dị Hoài Lâm được gần 2 năm, Cindy Lư cũng đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hiện tại. Mới đây, cô còn mở chuyên mục hỏi đáp trên Instagram và nhận về lời thắc mắc, cảm thấy cô đơn trong việc chăm con. Không ai thấu hiểu. Ngay sau đó, cô nàng đã nhanh chóng nêu quan điểm về chuyện làm mẹ đơn thân. Cụ thể, Cindy Lư cho hay,
Thật ra mỗi cá thể trên đời đều là cô độc mà, nhưng ít ra bạn còn có hai con, cả ra tài rồi bạn ơi. Còn việc người khác hiểu hay không, không quan trọng đâu, việc mình chăm con tốt hay không mới quan trọng. Vì mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời này đều xứng đáng được đầy đủ và hạnh phúc. Ngay lập tức, cách đối đáp khéo léo của Cindy Lư đã được dân mạng truyền tay nhau và dành lời khen ngợi. Còn nhớ khi thông báo ly hôn, cô từng bị netizen nói ra nói vào. Sau đó Cindy Lư cũng khẳng định, mình không đòi chu cấp bất kỳ đồng nào từ ba gà cúng. Mình không cần, sau này cũng không cần, và tòa cũng đã phán quyết là mình không cần trợ cấp rồi, nên đừng có nói vừa có tiền vừa có con. Mình không dễ dúng như vậy, hiện tại cuộc sống của vợ cũ Hoài Lâm đầy đủ. Trái ngược với việc chồng cũ ở ẩn, thì Cindy Lư đang rất vui vẻ, lạc quan và thường xuyên update các khoảnh khắc đời thường của hai nhóc tì. Cách đây không lâu, khi đáp trả những comment kém duyên liên tục déo tên chồng cũ dưới các bài đăng của mình, Cindy Lư tiết lộ mình vẫn luôn xem Hoài Lâm như người thân. Cô chia sẻ, mình không ngại việc nhắc đến Lâm đâu, vì như nào mình với Lâm vẫn là những người thân, mình chỉ thấy buồn cười các thành phần vô duyên như bạn, comment một điều mà chả có nghĩa gì cũng comment được, hay thiệt. Tối ngày 22 tháng 8, diễn viên Anh Đức khiến cả cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ thông tin mình bị nhiễm Covid-19 và đã tự điều trị tại nhà thành công đến 99% trong hơn 20 ngày tự cách ly. Bên cạnh trải nghiệm của bản thân, anh Đức không quên để lại những lời khuyên chân thành, được đúc rút từ kinh nghiệm tự điều trị trong 20 ngày, để những ai muốn biết sẽ có thêm thông tin để tham khảo. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc bình an cho anh Đức. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người thắc mắc, Uyên Tô, bạn gái sống chung nhà với nam diễn viên liệu có ổn không? Sau bài đăng của anh Đức thì mới đây, Uyên Tô cũng có chia sẻ riêng trên trang cá nhân. Cô cho hay, bản thân mình mặc dù chưa bao giờ test hai vạch, nhưng triệu chứng bệnh lại còn nặng hơn người dương tính như anh Đức. Mà cũng ngộ lắm, mình test miệt mài không bao giờ lên hai vạch, nhưng triệu chứng bệnh người ta sao thì mình có đủ y vậy, mà mợ còn nặng hơn cậu, nên trường hợp của mình là F1 nghi nhiễm 99%. Cậu nói vậy đó, Uyên Tô kể lại. Cũng như anh Đức, Uyên Tô luôn cố gắng giữ tâm trạng lạc quan, suy nghĩ tích cực để còn vững vàng tinh thần khi điều trị tại nhà. Trong quãng thời gian đó, cô cảm thấy biết ơn anh Đức vì đã luôn động viên mình mỗi ngày, còn chăm sóc rất chu đáo, từ cơm nước đến thuốc thang. Dù vậy, đến bây giờ Uyên Tô vẫn không dám nhớ lại 20 ngày trước đó đã trải qua những gì vì quá đáng sợ. Cậu rửa chén và thay đổi thực đơn mỗi ngày cho mình có thể nuốt được đồ ăn. Ngày nào cũng em ơi em muốn ăn gì, em ơi em uống cam không, em ơi uống nước vô, em ơi em mệt không, em ơi em uống thuốc mấy cữ rồi, cứ xíu xíu là lại vào dò mình cái xem mình thế nào. Lăng xăng cả ngày trong khi bản thân cũng là người bệnh, rồi mấy hôm mình khỏe hơn, rồi thì em ơi em uống trà sữa không anh làm, em uống cà phê sữa không, em ăn trái cây gì, nên những lúc như vậy mới thấy thương gì đâu. Mợ cảm ơn cậu nhiều, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Uyên Tô kể lại. Anh Đức và Uyên Tô công khai mối quan hệ vào tháng 2 năm 2021 sau một thời gian hẹn hò trong bí mật. Sau hơn nửa năm, mới đây bạn thân Trấn Thành chia sẻ anh đang dự định kết hôn với bạn gái khi dịch được ổn định lại. Những ngày qua, thông tin Diệu Nhi sinh con đầu lòng với anh Tú gây xôn xao khắp mạng xã hội. Dù nhiều bằng chứng đã được dân mạng soi ra như gần đây Diệu Nhi tăng cân, bụng to ra thấy rõ hay lộ ảnh đi siêu âm. Tuy nhiên, đến nay nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng trước thông tin này. Sau khi tin đồn nổ ra, đại diện Diệu Nhi cho biết hiện chị Diệu Nhi xin phép không trả lời về vấn đề này. Sau tin đồn sinh con, hôm qua, Diệu Nhi đã tái xuất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô tỏ ra không mảy may quan tâm đến những thông tin về mình đang lan truyền trên mạng. Thay vào đó, nữ diễn viên sinh năm 1991 ghi điểm fan bằng một việc làm ý nghĩa trong mùa dịch. Tối ngày 22 tháng 8, trong FC chính thức của Diệu Nhi, một fan cho biết, vào sáng cùng ngày, nữ diễn viên đã âm thầm gửi quà cho một em nhỏ với suất học bổng bảo trợ học tập đến bậc trung học phổ thông trị giá 33 triệu đồng. Được biết, đây là món quà nằm trong dự án bảo trợ học tập cho 300 em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Diệu Nhi. Dưới phần bình luận, người hâm mộ đã để lại nhiều lời khen ngợi trước hành động ý nghĩa của nữ diễn viên. Vậy
vậy là thời lượng chương trình của chúng mình đến đây lại kết thúc rồi. Nhưng các bạn đừng buồn nhé, vì chắc chắn chúng mình sẽ quay trở lại với các bạn vào tối ngày mai với những thông tin đảm bảo còn thú vị hơn nữa. Vậy nên là các bạn đừng quên ấn like, share và theo dõi chúng mình trên kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những số tiếp theo của chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.